Hôm trước đi du lịch với người yêu là quên không tưới mất mấy ngày, để nó hỏng mất mấy tay. Anh xem anh cứu giúp em phát. Anh sẽ chỉnh sửa cây này lại đẹp lại ngay, yên tâm. Tôi cứ cắt tỉa vài cành đi đã. Bây giờ mới cắt đến mấy cành khô. Ôi ôi, mấy cái cành này bị mục hết rồi anh em ạ. Cái cành bỏ này thì nó bỏ thật rồi, nó bỏ hết vào trong thân cơ, chứ nó không phải là bỏ chỉ riêng một mình cành đâu. Ở đằng bên trong này mục hết rồi, anh em nhìn thấy không? Mục hết rồi, không dùng được, không dùng được nữa đâu. Cả cành dưới này thế này, mục hết rồi, tôi phải cắt đến tận vào cái chỗ mà nó còn sống. Chỗ này hơi đơ, tôi dùng cái đục đục bay hẳn chỗ này đi để cho nhìn nó thoáng hơn. Đấy, anh em nhìn thấy thoáng không? Nhìn thấy nó hang hốc hơn không? Tôi dùng cái dao gọt sạch lại cái phần vỏ đi, chà qua một lượt đi, bôi thuốc lúa để bảo vệ phần gỗ lúa nhá. Chăm sóc cẩn thận nhá, đừng đi chơi người yêu mà bỏ quên tác phẩm nhá. Rồi lần sau em cẩn thận anh ạ. Thôi em xin anh nhá, em về đây. Thế có quên gì không? Quên gì không?